Phật trời đâu dụng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Vậy ai là người muốn vượt bể trầm luân để trở về chân hạnh phúc, phải nên nắm chặt giáo lý của tổ thầy, lo trao tâm luyện tánh, không nên ham linh ứng bên ngoài, mà phải nắm chặt yếu tố căn bản. Điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì nhất định sẽ kết quả dễ dàng. Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo. Chết ăn không được. Vào khoảng tháng 4 năm Canh Thìn 1940, một buổi chiều nọ, ông Lê Phát Khuynh đi xuống tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau khi giải bài tường tận cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật, khi bàn đến việc quẩy đôm cúng tế, Đức Huỳnh giáo chủ hướng về phía ông Khuynh, ngài bảo: Này ông hương trưởng, lúc mạnh, mỗi buổi ông ăn cơm được mấy chén? Ông Khuynh vội vàng đáp: Bạch thầy, khi mạnh giỏi, tôi ăn được 5-7 chén. Đức thầy lại hỏi: Còn lúc đau, ông ăn được mấy chén? Dạ bạch thầy, lúc đau tôi ăn chừng 1-2 chén là quá rồi. Đức thầy lại hỏi dồn: Lúc chết, ông ăn được mấy chén? Với câu hỏi đột ngột, ông Khuynh lặng thinh không biết nói sao, vì chẳng biết Đức thầy muốn dạy gì. Tôi hỏi thật đó. Ông Khuynh có vẻ lúng túng, gượng trả lời: Dạ bạch thầy, lúc chết ăn sao được mà ăn? Đức thầy liền nhỏ nhẹ: Đúng thế ông ạ, khi chết con người không bao giờ ăn được. Sở dĩ con cháu cúng dỗ là để tưởng nhớ đến công ơn bậc sanh thành dưỡng dục, và để nhớ ngài chia cách đời đời. Nhưng nếu sát sanh gà vịt nhiều thì linh hồn của người chết khó được siêu thoát. Ngài giảng luận một hồi lâu rồi vào trong. Lát sau ngài đi ra. Ngay lúc đó anh em đồng đạo đang bàn bạc nhưng chưa ngã ngủ được vấn đề. Thấy Đức thầy ra, một đồng đạo liền đứng lên bạch: Thưa thầy, chúng con đến ngày quẩy đôm muốn cúng thì phải làm sao, mong thầy chỉ dạy. Đức thầy đáp: Cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Có vị đồng đạo lẹ miệng: Không cúng được không thầy? Không cúng xa địa ngục. Lời ngài nói như có vẻ quả quyết. Sau đó ngài xướng đọc bài thi báo hiếu đạo nhà cho tất cả mọi người nghe và khuyên nên cúng chay. Quẩy đôm cúng tế lễ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mỹ bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lã lùng than. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đúng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Thượng. Phần nhận xét: Phần đông người ta quan niệm sự cúng kiến là để cho ông bà ăn như khi còn sống, chứ không ngờ ai cũng là thân tứ đại, khi chết phải trả về cho tứ đại thì làm sao mà ăn cho được. Còn linh hồn thì theo con đường tội phước. Hơn nữa, thần thức không có hình tướng thì đâu ăn uống như người sống được. Thế mà người ta lại cứ lo sát sanh, hại vật, cúng kiến, làm cho vong linh phải chịu lấy quả báo khổ đau mà không sao nói được. Thế nên ngài bảo: Cúng ít tội ít. Vì cúng ít là sát sanh ít, cúng nhiều tội nhiều, tội nhiều là vì sát sanh nhiều. Còn không cúng thì con người không nhớ nguồn cội, nên tội lại càng nặng hơn. Để phá tan sự ngộ nhận của người đời, ngài mới đưa ra 8 câu thi hầu vạch rõ lối đi cho mọi người được thức tỉnh mà làm tròn chữ hiếu. Nghĩa là muốn báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên thì nên cúng chay, vừa tránh được sát nghiệp, vừa báo hiếu vẹn toàn. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài kể rằng: Xưa có ông trưởng giả, ông này bình sanh thường làm việc thiện
rất tin luật nhân quả. Khi lâm trọng bệnh, ông gọi các con lại dặn: khi cha chết, các con nhớ phải cúng chay, từ đám tần, từ quải đơm, nhất định không được cúng mặn cho cha nhé. Khi ông từ trần, con cháu y lời cúng chay. Đến thất thứ bảy, chúng mới bàn tán: cha mình khi sống không ăn chay trường, nay chết mình cứ cúng chay hoài làm sao cho cha ăn ngon miệng. Hơn nữa, mình mời bạn bè đến mà cúng chay hoài, người ta nói mình hà tiện. Cúng cha không dám làm thịt gà, thịt heo, thôi thì còn một tuần cuối để mình làm heo cúng cha. Trước cúng, sau mời bà con đến để đãi đằng. Thế là họ làm heo, làm gà, dịch, cúng tuần chung thất cho ông rất linh đình. Còn đang ăn uống, bỗng có đứa bé độ 10 tuổi dẫn con trâu đến ngay trước cửa. Tự nhiên con trâu ấy ngã ra chết tốt. Đứa bé liền lấy nắm cỏ đút vô miệng bảo: ăn đi trâu, ăn đi trâu. Thấy hành động kỳ lạ, những người trong nhà liền nói: thằng nhỏ này bộ điên rồi sao chứ? Con trâu đã chết rồi cứ đút cỏ, kêu ăn hoài, làm sao ăn được? Đứa nhỏ nói: trâu tôi mới chết còn nóng hổi, tôi cho nó ăn cỏ, các ông nói tôi điên. Còn cha các người đã chết 49 ngày rồi, mà các người còn đòi cúng cho ông trưởng giả ăn như vậy, các người mới là điên hơn tôi chứ. Con ông trưởng giả hỏi: ê, mày ở đâu? Con của ai mà dám nói tụi tao điên vậy? Đứa nhỏ đáp: ta là trưởng giả, cha của các ngươi đây. Bởi các ngươi không nghe lời dạy của ta mà sát sanh cúng kiến, khiến ta phải chịu tội khổ, nên ta hiện đến để cho các ngươi biết, các ngươi là con bất hiếu, chứ không phải là báo hiếu ta đâu. Nói xong, con trâu và đứa bé biến mất. Bấy giờ, các con ông trưởng giả đều sám hối phát tâm tu hành. Cùng một sự ăn. Lúc Đức Thầy đang lưu trú tại nơi tư gia ông Võ Mậu Thạnh, xã Nhân Nghĩa, Cần Thơ, có ông Sáu Viên, một tín đồ từ Long Xuyên đến viếng thăm Đức Thầy. Tiện việc, ông Viên bạch hỏi Thầy về sự ăn uống của người tu ra sao. Đức Thầy bèn giảng cho ông Viên nghe: sự ăn uống là giúp cho cơ thể khỏe mạnh, hầu thi hành việc đạo nghĩa. Thân xác ví dụ như chiếc xe, cơm là xăng, vật thực là nhớt. Xe có xăng, có nhớt thì xe chạy mới được, xe chạy bằng xăng nhớt. Nếu ai nói rượu là quý mà đem đổ vào xe thì xe chết máy. Ông nên nhớ rằng ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Và người tu không nên chấp thức ăn ngon dở, nhiều ít, hoặc chú tâm đến các thức ăn trước khi dùng. Nghe được lời thánh huấn ấy, ông Viên rất vui mừng, cởi mở và ghi nhớ mãi trong tâm tư. Thuộc theo lời ông Sáu Viên. Lời nhận xét. Lời dạy sáng suốt của Đức Thầy như một huấn từ của bà mẹ thân yêu. Đối với giáo lý của nhà Phật thì cái ăn là một trong năm món dục lạc chướng ngại cho kẻ tu hành nếu không biết điều phục nó. Xưa nay người được coi là tu hành chân chính thì lúc nào họ cũng không quan trọng món ăn mà luôn gìn lòng vị tha hỷ xả. Xưa tôn giả Ca Diên Viên chỉ dùng phương cách ăn uống của ngài mà hóa độ được ác sanh dương, là một ông vua đầy gian ác. Ai có từng theo chân Đức Thầy trong thời gian dân du quá chúng đều nhận thấy ở nơi ngài rất đầy đủ đức độ qua sự ăn uống. Chẳng những ngài không chú trọng mặc đẹp ăn ngon, lại còn vì chúng sanh mà ban tình thương cho các loài vật nhỏ. Và câu nói của Đức Thầy: ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Mẫu chuyện tiếp theo. Cấm thọ thực ba nhà. Theo lời ông Lê Văn Lưu,
ngày 22 tháng 9 Tân Tỵ năm 1941, chính ông được nghe ông Cao Bá Hấn thuật lại rằng ông Cao Bá Hấn là tín đồ thường gần gũi Đức Thầy với nhiệm vụ thư ký. Một hôm ông Hấn ngỏ ý hỏi Đức Thầy về vấn đề xử thế tiếp vật, phải làm thế nào cho đúng với tư cách của người con Phật, và nên giao tiếp với những hạng người nào trong xã hội. Lúc ấy, đến buổi dùng cơm, Đức Thầy nghiêm nghị nhìn ông Cao Bá Hấn mà nói rằng: "Tôi cấm ông không được dùng cơm ở ba nhà." Ông Hấn ngạc nhiên nói: "Bạch Thầy, có biết bao nhiêu nhà trên đất này? Thầy cấm có ba nhà thì làm sao mà con tránh được?" Đức Thầy dạy: "Ông nhớ nghe, ba nhà là: một, nhà buôn bán súc vật; hai, nhà chuyên nuôi súc vật; ba, nhà làm nghề hạ bạc, tức là nghề chài lưới đánh bắt cá tôm." Thời gian ít lâu sau, ông Cao Bá Hấn ghé thăm nhà một người bạn làm nghề đóng đái, tức là giăng lưới để bắt cá ở sông hay rạch. Ông mải mê trò chuyện khá lâu. Đến buổi dùng cơm, gia đình dọn mâm lên mời ông dùng bữa. Ông chợt nhớ lại lời thầy dạy, nên ông liền từ chối không dùng bữa. Thấy hành động bất thường của ông, chủ nhà ngạc nhiên hỏi: "Từ trước tới giờ, mỗi lần anh ghé thăm, không bao giờ từ chối những bữa cơm thường nhật. Hôm nay có điều gì phiền muộn, hay tôi có làm lỗi gì chăng mà anh lại từ chối với gia đình tôi như vậy?" Ông Hấn xua tay đáp: "Không không, không có việc chi buồn phiền, mà gia đình anh cũng không có gì làm tôi phật ý cả. Chẳng qua tôi giữ theo lời thầy cấm tôi đó thôi." "Hả? Thầy cấm thế nào?" Ông Cao Bá Hấn đáp: "Thầy cấm tôi không được ăn cơm ở ba nhà. Một là nhà buôn bán súc vật, hai là nhà nuôi súc vật, ba là nhà làm nghề hạ bạc mà nhà anh đang làm đó." Chủ nhà nghe nói ngắt lời: "Nếu Đức Thầy đã cấm anh như vậy, tôi không ép. Nhưng anh là tín đồ của Thầy, tôi cũng là tín đồ của Thầy. Thầy cấm anh, tôi cũng phải chừa nữa chứ. Thôi, anh hãy dùng với tôi bữa cơm này. Tôi hứa với anh sẽ không làm nghề này nữa." Ông Hấn nghĩ, biết đâu thầy dạy mình để hóa độ bạn này. Nghĩ xong, ông liền nhận lời dùng cơm với gia đình. Người bạn và ông thầm khấn nguyện Đức Thầy sẽ chứng giám cho việc làm của mình. Thật thế, sau khi bạn ông Cao Bá Hấn dùng bữa cơm xong, ông liền đem lưới đục ra. Lưới ông bầm to bầm nhỏ, đục ông chặt bỏ ráo trơn. Xong, ông xoay qua nói với ông Cao Bá Hấn: "Thầy đã cấm mình không cho làm, mà mình để cho người khác làm, thì mình cũng có một phần lỗi lớn." Thuật theo lời ông Lê Văn Lương. Phần nhận xét: câu chuyện này thầy dạy ông Hấn, mà cũng là huấn từ để dạy chung cho tất cả tín đồ. Bởi vì trong 10 điều ác thì ác sát sanh là đứng đầu, và trong 5 giới, giới sát cũng là di thủ. Bởi nhà buôn bán súc vật và nuôi súc vật cũng như làm nghề chài lưới đều là gây tạo quá nặng nề sát nghiệp, nên chẳng những thầy cấm mà Đức Phật xưa kia cũng cấm chư đệ tử không cho gần gũi và thọ thực ở nơi có tạo ác nghiệp nói trên. Đức Thầy cũng đã từng dạy: sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Lời thầy cấm ông Hấn không cho thọ thực ba nhà là một tiếng chuông thức tỉnh những ai có duyên với thầy. Ông bạn của ông Cao Bá Hấn quả là người có thiện căn, nên vừa nghe ông Hấn kể lại liền giác ngộ rất nhanh, mà chặt bỏ lưới đục và kết luận bằng câu: "Thầy đã cấm mình không làm, mà để cho người khác làm thì cũng có một phần lỗi lớn." Câu nói tuy thông thường mà hàm chứa một ý nghĩa thanh cao, rất xứng đáng là một tín đồ ngoan đạo. Thật vậy, nếu một tín đồ biết tuân thủ luật quy của thầy tổ như ông Hấn và người bạn ông, thì có lo gì không chống đạt đến kết quả thanh cao để đến nơi đầy an lạc hạnh phúc. Dạy đạo cứu đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Huỳnh Giáo Chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở rạch So Đũa, thuộc làng Nhơn Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây, Ngài tiếp tục phát phù trị bệnh,
bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập. Hôm ấy có ông Hương Quảng Chiến xã Phú Thành, Hương chủ Lâm Thơ Cưu ở xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Hân ở xã Long Kiến cùng một số tín đồ từ Long Xuyên Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt ngày người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó Ngài đem lời đạo lý ra bài giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn Ngài nói: Tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh cứu đời. Nhưng bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc xin bùa mãi, buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe được lời đạo lý mà tu hành thoát khổ. Cho sau này số người mắc bệnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp. Nói đến đây Ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng: Nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi, con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diệt. Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh tự Hương Quảng Chiến. Phần nhận xét: Đức Thầy cho biết nhiệm vụ của Ngài là dạy đạo cứu đời. Thật vậy, các đấng cứu thế bao giờ cũng chú trọng vào việc đưa chúng sanh ra khỏi sông mê, trở về bờ giác, mới vĩnh viễn an vui. Thế nên lòng từ ái chứa chan của bậc đại giác như Ngài thì bao giờ cũng muốn cắt đứt cái khổ sanh tử triền miên mà đưa con người đến chân hạnh phúc. Còn việc chữa bệnh cứu đời là phương tiện để độ kẻ nghiệp nặng tình sâu. Bởi người được giải thoát sanh tử mới hoàn toàn hết khổ, còn kẻ được cứu khỏi bệnh thân thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, chớ làm sao mà hết khổ được. Thế nên ta hãy gấp rút tu hành, kẻo tử thần không hẹn. Mẫu chuyện tiếp theo: Núi Trà Sư. Kế đến, người nhà đưa Đức Thầy đi chữa bệnh ở núi Trà Sư với ông Ba Nhật, mà người ta thường gọi là ông Đạo Xôm. Tu luyện đạo bằng pháp thuật và bùa ngải, là người nổi tiếng trong vùng Thất Sơn. Khi chữa trị bệnh tà ma cho ai thì ông thường hay dùng cây xôm làm binh khí, hình thức giống như cây gươm nhưng nhỏ hơn và bằng sừng con trâu. Mỗi khi những bệnh nhân thường hãy thấy cây này đều quỳ lại xin ông tha cho và tự nhiên khỏi bệnh. Đến khi gặp Đức Thầy, ông cũng làm như thế. Nhưng ông bị thầy dùng tay điểm mặt mà nói rằng: Tôi không phải đau bệnh tà ma chi mà ông xôm tôi. Ông Đạo Ba Nhật dừng lại, đem cất hai cây xôm vào trong rồi trở ra nói với Đức ông: Ông cả ơi, tôi ở vùng bảy núi này trị bệnh đã mấy mươi năm, chưa có bệnh nhân nào dám điểm mặt tôi. Hôm nay con ông dám điểm mặt tôi, như vậy cái gốc hành bệnh này lớn lắm. Thôi ông dắt về đi, chừng tôi truy đặng căn gốc thì tôi mới có thể trị được. Trên đường về, đi được một lúc, Đức Thầy cho mọi người biết là tại vùng bãi núi này chỉ có ông Ba Nhật là người linh giỏi hơn các người khác. Sau đó, theo lời hẹn, Đức ông đưa thầy đến lần thứ hai để ông Ba Nhật chữa bệnh cho thầy. Đến nơi thì được biết ông Ba Nhật chưa tìm ra căn gốc của bệnh, nhưng vì đường xa và nể lời yêu cầu khẩn thiết của Đức ông, nên ông Ba Nhật phải cố gắng. Nhờ vào sự tận tâm chữa trị nên ông Ba Nhật biết được nguyên nhân căn bệnh của Đức Thầy không phải tầm thường như những kẻ phàm phu khác. Bởi không rõ nguồn cội của bệnh căn, nên ông Ba Nhật lập tràng triệu thỉnh chư vị sơn thần năm non bãi núi giúp ông chữa bệnh cho thầy. Ông thành tâm cầu khẩn nên được bốn chư vị hiện về với thân hình cao lớn, đầu đội mão, trang phục màu sắc sặc sỡ, từ ngoài đi vào. Ông Ba Nhật thật lòng hoan hỷ, cho rằng nhờ lời cầu khẩn linh ứng của mình mà chư vị sơn thần hiện đến để tiếp tay ông trị bệnh. Nhưng khi bốn chư vị tiến tới bộ vạc mà Đức Thầy đang nằm thì chia nhau mỗi ông một góc giường, tay khoanh tròn, đầu cúi mọp sát đất để đảnh lễ Đức Thầy. Xong đâu đó,
bốn ông khoanh tay nghiêm chỉnh đứng hầu đức thầy, chứ không dám nhúc nhích. Được chứng kiến trước cảnh đó, ông Ba Nhật hoảng kinh, nói không ra lời, lấy tay khoát, khoát 5-3 lần mới nói được: "Ông cả ơi, ông hãy đưa con ông về, chừng nào con ông làm thầy thế gian thì sẽ hết bệnh, chứ tôi không dám chữa trị chi nữa." Ghi chú: sau này đến khi đức thầy mở đạo thì ông Ba Nhật đến quy y với ngài. Sau đó đức thầy trở lại nơi của ông Ba Nhật ở, thầy dùng nước sơn đề trước cửa điện 3 chữ Quỳnh Long Điện, rồi ngài bước vào trong, hỏi mượn bộ vạc tịnh của ông Đạo Ba. Ngài ngồi thiền nơi đó suốt 64 ngày. Sau đây là mẫu chuyện kế tiếp. Quy y thì phải làm y. Năm Canh Thìn 1940, một ngày đẹp trời, quần chúng đến yết kiến đức thầy rất đông. Họ sắp hàng nhau, kẻ đứng người ngồi, tụ họp trước tổ đình để nghe đức thầy thuyết pháp. Lời của đức thầy trong sáng, hấp dẫn lạ thường. Bỗng một đoàn phụ nữ khoảng 20 người từ ngoài tiến vào, vái chào đức thầy rồi xếp hàng chen vào đám đông này. Đức thầy hỏi: "Các bà từ xa đến đây hẳn là mộ đạo và chắc có quy y." Một bà đứng tuổi cúi đầu nhỏ nhẹ thưa: "Bạch thầy, chúng con đã quy y đầu Phật, mong theo Phật để tu hành." Đức thầy đáp: "Được lắm, biết đạo là quý, nhưng từ trước đến nay phần đông quy y là chỉ để quy y chứ không làm theo. Bây giờ quy y thì phải làm y. Mấy bà nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật." Rồi thầy nói thêm: "Việc niệm Phật phải cho bền, đi đứng nằm ngồi đều tưởng niệm không quên. Bữa củi, giã gạo, xách nước, nấu cơm đều niệm 6 chữ Di Đà." Thuật theo đuốc từ bi. Phần nhận xét: 2 chữ quy y đã có từ thế kỷ thứ 6, và người quy y từ xưa đến nay không thể đếm cho hết được. Nhưng phần đông người ta thường quy y rồi cứ để y, chớ không hề cải sửa. Để ý thức chung cho tất cả mọi người, ngài nói với mấy bà tín nữ như trên, cốt để cho chúng ta biết sự tu hành là do ở chỗ trao tâm sửa tánh và chuyên nhất niệm Phật. Ngài dạy: "Nam mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, và ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biên chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chung sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước." Nếu quy y mà cứ để y thì dù có trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng được thành. Bởi muốn cho tín đồ biết được ý nghĩa của chữ quy y mà nhất tâm trao sửa, nên ngài đã viết ở đoạn khác như sau: "Quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách ấy. Phật tu cách nào, đắc đạo dạy ta, ta cũng làm theo cách ấy. Thầy cảnh tỉnh, giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hằng ngày." Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôi, những lời nói của đức thầy như vẫn còn vang vọng đâu đây. Chúng con vẫn hằng mong ngài thầy trở lại, để chúng con được tắm mình trong tình thương bao la, chan chứa ân lành,
của chư Phật trong mười phương thế giới. Xin tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị đạo quả viên dung trong hồng ân vi diệu của Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo. Rủa con. Ở Phú Thuận có hai vợ chồng người nọ đem một người con gái lối 18 tuổi đến nhờ đức thầy trị bệnh. Thầy dòm người con gái rồi nói: Tại sao lại hại người ta như thế? Người con gái trông rất lanh lợi, trả lời: Cha mẹ tôi gả vợ cho tôi lâu lắm rồi kia mà, chứ nào phải là tôi dám làm ngang. Đức thầy nói với cha mẹ người con gái: Tại bà thất cả. Lúc con bà mới 7 tuổi, bà có rủa đồ Hà Bá Đéo, cho nên thần Hà Bá dưới sông nghe vậy mới nhập vào con bà từ đó cho đến bây giờ. Sự việc này làm cho bà chưng hửng, vì con bà cũng bắt đầu xanh mét từ đó đến giờ. Đức thầy khuyên bà từ nay trở về sau chẳng nên rủa con nữa, nên đem lời hiền lành mà giáo hóa. Rồi ngài quay sang đứa con gái nói: Thôi, người ta đã ăn năn rồi, ngươi phải trở về chỗ cũ, từ nay đừng làm chuyện sằng bậy nữa. Vừa nói, ngài vừa ngậm nước phun vào mặt, tức thì cô này té xỉu. Dây lâu tỉnh lại và nói chuyện tỉnh táo như thường. Cha mẹ người này cảm ơn rối rít. Đức thầy khuyên: Ông bà nên ăn chay, niệm Phật, làm lành, thuật theo lời cô tu sĩ Võ Thị Đồng. Phần nhận xét: nhiều người không rõ tai hại của khẩu nghiệp, nên mỗi khi tức giận thì họ kêu mời cõi âm mà trù rủa. Người phụ nữ trên đây cũng ở vào trường hợp đó. Nhưng đến khi đau ốm thì khóc than, khẩn vái cúng kiến tà ma. Vì thấy chúng sanh lầm lạc như thế, nên Đức Giáo Chủ từ bi dạy: Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bất miệng kêu mời cõi âm. Từ khi nghe được những lời từ huấn của ngài, người ta mới biết được tai hại của khẩu nghiệp mà chừa bỏ rất nhiều. Câu chuyện trên đây cho ta thấy rõ, người không biết giữ gìn khẩu nghiệp thường buông lời nói ác, hoặc kêu mời cõi âm mà khiến sai, mời thỉnh, chẳng những mang tội ác khẩu, còn gặp lắm tai họa cho gia đình mình. Chừng đó mới hối tiếc khóc than thì ôi thôi đã muộn. Ta hãy nghe lời từ huấn của Đức Tôn Sư: Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chương trình thu thanh những mẫu chuyện bên thầy do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Thanh Điền và đồng đạo Thiện Nghĩa thực hiện. Xin gửi đến quý vị lời chào thân ái và cầu mong ơn trên Tam Bảo hộ trì cho quý vị được hưởng trọn vẹn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, mỗi khi có một vị thánh nhân ra đời là trên dương thế bớt đi phần đau khổ. Thật may mắn cho những ai sinh ra trong thời có Phật. Sự thị hiện của các ngài là điều kỳ diệu mà trí phàm phu không thể suy lường được. Cho nên, những mẫu chuyện chung quanh về cuộc đời của ngài có nhiều điều màu nhiệm, thiết nghĩ cũng không có gì khó hiểu. Chúng tôi, những người thực hiện, không dám tô vẽ hay thêu dệt để làm mất đi tính chất cao quý chân thật của đấng siêu phàm, bởi phẩm hạnh của ngài đã nói lên tất cả. Chúng tôi đã gặp rất nhiều đồng đạo cao niên sống cùng thời với Đức Thầy, hiện đang còn sống kể lại. Dầu vậy, cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị niệm tình hoan hỷ và đóng góp để những lần thực hiện tiếp theo được hoàn thiện hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự lâm phàm của Đức Thầy. Tại tổ đình Hòa Hảo, thuở Đức Bà còn sanh tiền, ghi chú Đức Bà là thân mẫu của Đức Thầy.
tuy tuổi hạc đã cao, nhưng bà vẫn sáng suốt, không lầm lẫn như những thường nhân. Ngày nọ, nhân bà nhìn những cháu bé mới biết đi lẩm đẩm, bỗng bà nhớ lại đức thầy khi ngài còn nhỏ. Cảm xúc trước cảnh đó, đức bà kể lại một mẩu chuyện được ghi lại dưới đây. Mẩu chuyện này do ông Năm Chơn trực tiếp nghe và ông thuật lại. Ông Năm Chơn, cháu ruột, gọi đức ông bằng cậu, ghi chú đức ông là thân phụ của đức thầy. Nhà của ông ở gần tổ đình, ông thường tới chăm sóc việc nhà, giúp cho đức ông và đức bà. Đức bà nói, sau một thời gian về gá nghĩa với đức ông, một hôm bà nằm mộng, có một dị nhân đến mời bà đi viếng núi. Cuộc du sơn trên con đường, cảnh vật thật là đẹp mắt. Ngàn hoa khoe sắc thắm, ngào ngạt gió đưa hương. Mãi mê nhìn cảnh vật, chợt đến một vồ đá cao, chung quanh toàn là đá chớm chở. Bà nghĩ rằng không thể nào đi lên đặng, nên có ý chần chờ. Dị nhân mới nói cùng bà, tôi đưa bà lên cảnh non bồng cho biết. Dị nhân đưa bà lên tận trên đỉnh non. Nơi đây phong cảnh đẹp gấp bội lần hai bên đường, không sao tả đặng. Cạnh bên vồ đá có mặt bàn bằng cẩm thạch bằng phẳng. Trên bàn có một cái đĩa chói sáng bóng ngời như thể ngọc. Bên trong đĩa đựng một trái đào chín đỏ, tỏa ngát mùi thơm. Người dẫn đường liền mời bà ăn trái đào. Bà đến bưng đĩa đựng trái đào và mời lại dị nhân cùng ăn. Người ấy đáp lại rằng, đó là phần dành cho bà được hưởng, người khác thì không. Bà dùng trái đào trước cảnh vật vô cùng rực rỡ, không khí tươi mát trong lành, hòa với hương thơm của đào, làm cho tinh thần của bà rất là sảng khoái. Đến khi dùng xong trái đào, thì người dẫn đường nói tiếp, như vậy phần của bà đến đây đã xong, bà ăn trái đào này để gieo duyên cùng Phật Pháp. Nói xong, dị nhân đưa bà trở xuống núi. Bà đi khỏi vồ đá cao, bà bị trợt chân, liền tỉnh giấc chiêm bao, mà lòng vẫn còn nghe thơ thới nhẹ nhàng. Thời gian không bao lâu, bà thọ thai, thấm thoát. Đến tháng 11 năm 1919, bà lại nằm mộng thêm một lần nữa. Bà thấy từ trong nhà bước ra sân, trước cảnh vật tươi tốt, xung xuê, có một cành hoa trổ ra mùi thơm ngào ngạt. Nhìn quanh thấy toàn là hoa nở rộ như đón chào bà. Trước cảnh vật tươi mát đó, bỗng từ đâu trên cao có một dần mây trắng kéo đến. Trong dần mây xa xuống, đám mưa bao quanh mình bà. Những giọt mưa như mù sương nhẹ nhàng da vuốt khắp thân thể bà, tạo cho bà một cảm giác sảng khoái như trút đi tất cả sự nặng nhọc mà bà đã cưu mang. Kế tiếp lại có dần mây ngũ sắc từ trên cao rơi nhẹ xuống phủ quanh mình bà, cả tâm hồn lẫn thể chất êm dịu không sao tả xiết. Một lúc lâu dần mây ngũ sắc tan đi, bà bước vào nhà liền chợt giật mình thức giấc. Kế đó bà cảm thấy trong người có sự chuyển động, báo cho bà biết sắp đến kỳ sanh. Bà gọi đức ông để báo tin. Liền theo đó mọi chuyện chuẩn bị xong, đức bà thuật lại chuyện hạ sanh đức thầy thật là khác thường, chưa hề xảy ra bao giờ. Đức thầy ra đời trong một cái bọc, khi ra khỏi mình mẹ thật là trong sạch, không có máu huyết đầm đìa hôi tanh dơ bẩn. Cái bọc tự nứt ra, một hài nhi với cặp mắt long lanh nhìn thế gian trầm tư, chứ không hề có tiếng khóc như những trẻ bình thường khác. Đức bà kể tiếp, kể từ khi lẩm đẩm mới biết đi cho tới tuổi khôn lớn, phẩm hạnh của thầy nghiêm trang khác thường. Khi đến tuổi cấp sách đến trường, đầu tiên học với ông thầy giáo khoái tại thôn Hòa Hảo, sau đó ngài đi thi tiểu học ở quận Tân Châu. Thi xong ngài về nhà, không chịu tiếp tục học thêm nữa. Ngài vẫn ở chung trong gia đình, sinh hoạt bình thường như mọi người khác, nhất là công việc đồng áng. Thường ngài tuy có sự chung đụng với những người thiếu niên đồng lứa tuổi, nhưng chưa bao giờ ngài giữ vào những cuộc vui chơi. Sự trang nghiêm của bậc thánh nhân đã thể hiện qua ngài khi tuổi còn niên thiếu. Còn một điều đặc biệt hơn nữa là ngài thường hay ngồi trầm tư dưới các cội cây cao bóng mát trong khu vườn sau nhà. Thổi đó
đức ông làm ruộng ở kinh Thần Nông, ngài cũng theo giúp việc ở trại ruộng. Thường khi trâu bò đến ăn phá, ngài chỉ đuổi chúng đi nơi khác, chứ chưa bao giờ ngài đánh đập những con vật này. Dù đang mắc việc ở trại ruộng, nhưng hễ cứ đến ngày 14 ngày rằm hoặc 29-30 âm lịch thì người ta đều thấy ngài trở về ở tại nhà. Sự có mặt đều đặn trong những ngày nói trên làm cho hầu hết những người trong nhà cho là chuyện lạ và có ý tò mò. Hễ có ai hỏi đến đều được ngài trả lời là bị bệnh, nhưng chưa bao giờ thấy ngài dùng thuốc hoặc có vẻ chi là bệnh. Lúa gặt xong, người ta phải gom từ cụm nhỏ lại thành ra lớn, được gọi là chồng mớ lúa. Ngài cũng làm như mọi người, nhưng công việc làm của ngài thì khác thường hơn hết. Ngài cũng gom lại từng mớ, nhưng xếp ngay hàng thẳng lối, chiều nào cũng ngay thẳng giống hệt như nhau. Mớ nào lớn thì ngài xớ qua mớ nhỏ, chia ra bằng với nhau, lại còn lấy tay vỗ gốc lúa cho bằng đầu. Thấy thế, ông Út ghi chú, ông Út là bào đệ của đức ông, và ông Tám Khâm nói: ngày mai gom vô Cà Lan rồi, mà ở đó sắp cho ngay hàng ngay ngủ, vỗ cho bằng đầu, xót mớ này qua mớ nọ làm chi? Có nói chi thì thầy cũng không trả lời, thầy vẫn tiếp tục làm theo ý của thầy. Thấy vậy, ông Út mới rầy: cứ chồng thí cho mau, ở đó xớt đi xớt lại, so tới so lui, còn nhắm cho ngay hàng thẳng lối làm gì? Đức thầy trả lời: mấy ông làm sao thì làm, còn tôi làm như vậy đó. Ông Út nói nhiều lần thầy vẫn không nghe. Thấy vậy, ông Út phó mặc, muốn làm gì thì làm. Đến khi đức thầy 18 tuổi, đức ông tính đến chuyện lập gia đình cho đức thầy. Ở tại xã Hưng Nhơn, ông Cả Cẩn có người con gái cũng gần bằng tuổi với đức thầy, nhan sắc và tánh tình thùy mị trang nghiêm, xét về lý đời thì thật là tương xứng. Bởi vậy, ông Cả Cẩn muốn kết nghĩa thông gia với đức ông. Đức ông đã hứa với ông Cả Cẩn là sẽ đưa thầy đến đó để trai gái gặp nhau. Điều này đức ông có ngỏ ý với thầy nhiều lần, nhưng đều bị ngài cự tuyệt. Túng thế, đức ông mới sang qua bàn chuyện với ông Út, tìm cách nào đưa đức thầy sang nhà ông Cả Cẩn như lời ông đã hứa. Ông Út vâng theo lời anh. Nhân một hôm đức thầy sang nhà ông Út, ông Út yêu cầu thầy cùng đi đến nhà ông Cả Cẩn để giải quyết, giúp cho ông Út việc sổ sách. Đức thầy trầm ngâm một lúc rồi mới nói: nếu ông Út cần tôi tiếp việc thì tôi sẽ đi với ông. Vài ngày sau, đức thầy cùng ông Út đi đến nhà ông Cả Cẩn. Có hẹn trước nên ông Cả Cẩn tiếp ông Út và đức thầy. Sau khi qua lại đôi câu chuyện thì người con gái của ông Cả Cẩn từ trong bưng nước ra mời khách. Nhìn cử chỉ của cô gái, đức thầy đã rõ câu chuyện. Ngài liền nói cùng ông Út: ông nói gạt tôi phải không ông Út? Nói xong, đức thầy bước ra cửa đi về. Ông Út nói lại: đức thầy có ý phiền nên cả tháng cũng không qua lại nhà ông Út. Thời gian sau, đức ông có đề cập đến chuyện hôn nhân, nhưng đức thầy từ chối quyết liệt. Chuyện tiếp theo: theo thầy hay theo giáo lý? Thời gian đi khắp đó đây để hóa chúng độ tha. Những lời thuyết pháp vi diệu thậm thâm của đức thầy đã đánh thức biết bao triệu con tim trở về nguồn giác, khác nào ánh thái dương rọi tan đám sương mù. Họ hân hoan vì được nếm cam vị của suối Ma Ha, nên rất hăng say theo gót chân thầy để có dịp được thêm thấm nhuần pháp vũ. Một hôm sau buổi thuyết pháp, bỗng ngài đưa quyển giảng lên hỏi lớn rằng: tất cả bổn đạo theo thầy hay theo giáo lý của thầy? Tất cả đồng loạt đưa tay lên và đồng thanh ứng: con theo thầy, con theo thầy. Đức thầy để quyển giảng xuống, nét mặt từ bi, nhìn khắp các đệ tử rồi bảo: bà con theo thầy, đến khi thầy vắng mặt rồi theo ai? Phải theo giáo lý của thầy mới đúng chứ. Tất cả những người có mặt nơi đấy vừa được nghe câu kim ngôn của ngài như một tiếng chuông cảnh tỉnh, họ đều cúi đầu lãnh giáo ngọc ngữ của đấng cha lành. Thuộc theo lời ông cựu hội trưởng quận Thốt Nốt,
Phần nhận xét: Đức Thích Ca Mâu Ni xưa ra đời trụ thế chỉ có 49 năm, mà chánh pháp của Ngài đến nay trên 25 thế kỷ vẫn còn chói rạng bốn phương. Thật vậy, chánh pháp là chân lý, mà chân lý là lẽ thật, thì lẽ thật làm sao mất được? Bởi Đức Thầy tiên tri là Ngài sẽ xa cách tín đồ, và thời gian xa cách đó là một trận thử thách quá gay go, nên hành giả phải nắm chặt giáo lý siêu thượng của Ngài, cũng như người đi biển phải có la bàn vậy. Nếu không, họ phải chịu lạc lõng bơ vơ giữa bao la trời nước, lại gặp sóng to, chắc phải làm mồi cho lũ cá. Cũng thế, người tu tự xưng mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo mà không nắm vững giáo lý của Ngài sẽ dễ bị sai đường lạc lối, dù người rất có tâm thành với đạo. Bởi có tâm với đạo mà thiếu trí, nên khi thầy tổ vắng bóng thì dễ bị kẻ giả trá tà mị lợi dụng. Họ nhân cơ hội này mà xưng là tiên Phật hoặc là thầy tổ trở lại. Đức Tôn Sư đã biết rõ nên báo trước cho ta việc này. Ở Sấm Thi, Ngài có nói rất nhiều không sao kể xiết, như đoạn: Các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó suông khuyên răng nhiều chỗ, dùng phép màu lòe mắt chung sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa cạm bẫy khó mong sống sót. Mẫu chuyện tiếp theo. Thầy chứng sự quy y. Ông trưởng ban phổ thông giáo lý tỉnh Phong Vinh có nhắc mẫu chuyện của ông Bảy ở Xà No như sau. Số là ông Bảy này có cất nhà ở giữa đồng để làm ruộng, thường xem sấm giảng của Đức Thầy để tu hiền. Ông lập ngôi Tam Bảo và bàn Thông Thiên, khấn nguyện nhờ Đức Thầy chứng giám, nhưng chỉ tự âm thầm quy y một mình, chứ không có mặt Đức Thầy ở đó. Ông tự khép mình vào hàng tín đồ Phật giáo, ăn chay giữ giới, cúng lại theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Đến tháng 6 âm lịch, Đức Thầy về Cần Thơ khuyến nông. Ông Bảy đến xin Đức Thầy cho quy y. Ông Bảy sắp trình thưa công việc thì bỗng Đức Thầy điểm mặt ông Bảy và nói: Ủa, ông đã quy y vào lúc 12 giờ trưa tháng Giêng hôm trước tại nhà ông rồi mà. Tôi đã chứng kiến một lần cho ông rồi, còn quy y gì nữa? Quy y một lần thôi chứ. Ông Bảy hết hồn mà trong lòng đầy khâm phục. Phần nhận xét: Tâm lý chung của con người thì khi họ ân cần mong muốn một điều gì hoặc gian xin với ai thì họ rất sợ không được người đó chấp thuận. Nếu được sự chuẩn hứa một điều nào quan trọng thì họ thường lặp lại đôi lần để cho người kia đừng quên. Thế nên ông Bảy tuy đã âm thầm phát nguyện quy y nhưng vẫn còn lo ngại, không biết sự phát nguyện của mình có được thầy chứng không. Vốn là một bậc đại giác thì làm gì chẳng rõ được tâm niệm của chúng sanh. Thế nên không để cho đệ tử thắc mắc lo âu, Ngài liền cởi mở cho ông Bảy, mà cũng cởi mở chung cho đa số tín đồ. Về điểm này, Ngài có viết: Mấy người bê trễ chậm chơn tới thầy, nghe theo lời chỉ sau đây, lãnh bài cầu nguyện về rài mà tu. Tuy lãnh bài cầu nguyện mà tu, nhưng vẫn được như đã gặp Ngài. Bởi vì tuy là hữu ảnh vô hình, chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai. Bởi Phật chỉ dụng chữ tính thành, khi được sống bên cạnh thầy mà không sửa tánh răng lòng thì sao bằng người ở xa ngàn dặm mà ngoan đạo tiến tu. Xưa lúc Phật còn trụ thế, lúc Ngài đi thuyết pháp 3 tháng ở thiên cung mới trở về, các đệ tử đua nhau ý kiến Ngài. Tỳ kheo ni liên hoa sắc đến cúi đầu lễ sát chân Phật mà bạch: Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử liên hoa sắc
người đã đến yết kiến Phật trước nhất, để lại mừng ngài từ thiên cung vừa mới về tịnh xá. Đức Phật từ bi đáp: Liên Hoa Sắc, con không phải là người đến yết kiến Như Lai trước nhất đâu. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nhìn đi nhìn lại chung quanh, chưa ai đến trước mình. Bà mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chớ vị nào đến trước con, sao con không thấy? Đức Phật ôn tồn đáp: Chính tôn giả Tu Bồ Đề là người đến viếng Như Lai trước nhất. Tuy ông chưa đến bằng hình thể, chớ tâm ông đang hướng về làm lễ Như Lai trước hơn các môn đệ khác. Vậy chúng ta là người trí, không nên lo sợ là thầy mình không biết rõ việc làm của mình, mà phải sợ mình không sáng suốt và đủ nghị lực để bỏ những thói hư tật xấu của mình. Và cũng đừng nên lo tìm hiểu cái quấy dở của kẻ khác mà phê phán. Khách quan can đảm và nhận xét bài trừ cái quấy dở của mình, vì lúc nào bên mình cũng có. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Hơn nữa, đối với Đức Thầy thì cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Tiếp theo đây là mẫu chuyện Trái Bí Đao. Năm Kỷ Mão 1939, tại Cù Lao Ba, xã Vĩnh Trường, quận An Phú, Châu Đốc, có một ông tên Hai Tạo. Ông có người vợ tên là Nguyên, thọ bệnh rất nặng, đã điều trị nhiều thầy mà không thuyên giảm, cả bác sĩ cũng chạy luôn. Lúc ấy, cô Năm Công là người ở cùng xóm mới chỉ cho ông biết rằng ở Hòa Hảo có ông Tư trị bệnh hay lắm, nên chở bà Hai xuống đó, mai ra đặng mạnh chăng. Nghe lời Năm Công, ông Tạo cùng con gái là cô Thêu và bà Thái Thị Quy, tự là Hai Giáo, là cháu gọi Hai Tạo bằng chú, chở bà Hai Tạo ra đi. Khi đến tổ đình, ông Tạo liền lên ra mắt và nhờ Đức Thầy cứu độ vợ ông. Đức Thầy bảo ông xuống sông múc xuôi theo dòng nước cho bệnh nhân uống, rồi Đức Thầy buộc dây chuối cả tay lẫn chân cho người bệnh, thì bệnh nhân được thuyên giảm đôi phần. Ngài còn bảo thêm: Nếu muốn bệnh nhân mau hết thì hãy đem ba món đồ hiện có nơi đây liền bỏ xuống sông, thì bệnh sẽ hoàn toàn dứt hẳn. Lúc ấy Đức Thầy nhìn ngay cô Thêu, vì cô ấy có đeo ba món đồ là một sợi dây chuyền, một chiếc vòng và một cái khâu, thải đều bằng đồng cả, song vào thời ấy rất có giá trị. Vì thấy cô Thêu tiếc của còn mãi chần chờ, nên bà Hai Giáo khuyên cô nên vì chữ hiếu mà làm cho mẹ sớm bình phục. Cô Thêu liền mở ba món đồ ném xuống sông. Khi ra về, Đức Thầy bảo thêm: Cần một trái bí đao, một ít đường phèn, nước mưa, nấu cho bệnh nhân uống sẽ mau bình phục. Trên đường về từ sông Tiền tới sông Hậu, vượt qua nước xoáy Dàm Đao hướng Châu Đốc chừng vài mươi thước, bà Hai bơi mũi trông thấy một trái bí đao trôi trên mặt nước, liền vớt lên nhưng bị trợt đi. Cô Thêu phía sau vớt được và để sau chót lái xuồng. Khi về đến nhà, mọi người phân chia công việc, kẻ kiếm nước mưa, người kiếm đường phèn, còn cô Thêu lo xẻ gọt trái bí đao. Khi xẻ trái bí đao ra, cô Thêu xanh mặt, vì ba món đồ cô đã luyện xuống sông Hòa Hảo nay lại nằm trong ruột trái bí đao. Lúc ấy, mọi người nghe chuyện đều ngạc nhiên kính phục sự quyền diệu của Đức Thầy. Còn bệnh nhân sau khi đã uống thuốc xong, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trong mình đã bình phục hoàn toàn. Nhờ cảm kích ơn đức của Đức Thầy đã cứu bệnh và khâm phục diệu dụng thần thông cùng lời thuyết pháp di diệu thậm thâm của Đức Thầy, nên bà Hai Giáo âm thầm phát nguyện quy y theo Phật. Sau đó bà có thỉnh được quyển sám giảng của Đức Thầy, nên bà hoan hỷ đem giới thiệu cho chú của bà là ông Hai. Vốn sẵn lòng cảm kính, nên khi đọc qua quyển sám giảng, cả gia đình ông Tạo đều công nhận Đức Thầy là một vị Phật sống tại thế. Do đó, cả gia đình ông cùng một số thân thuộc khác đồng nguyện quy y theo Phật, cả hình thức lẫn tinh thần.
Mẫu chuyện này do bà Hai Giáo là người trong cuộc kể lại. Lúc trước bà ở Cù Lao Ba, hiện nay bà cư ngụ tại ấp Long Châu 1, xã Thạnh Mỹ Tây. Phần nhận xét: câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác, mục đích chính của Đức Thầy là dạy đạo để cứu đời. Nhưng đối với kẻ ít căn lành, Ngài cũng phải dùng phép nhất quán lợi hành để độ họ, chứ không dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh, thì họ sẽ không có dịp cảm kính đức ân, cũng đâu có dịp được thấm nhuần pháp dụ. Vợ ông tạo được mạnh tuy là quý, nhưng đâu bằng cái quý của người đã gặp được Phật Pháp và phát nguyện quy y tu tập. Cứu bệnh chỉ là giải pháp cứu khổ nhất thời, còn tu hành thì mới giải được cái khổ triền miên. Đức Thầy đã ra đời như dần thái dương, rọi tan sương mù. Dù đối với kẻ độn căn hay lợi trí, đều được nhường gọi đức ân. Thật phúc duyên thay cho những ai là người sanh vào đời mạt hạ mà được gặp giáo pháp của Tổ Thầy. Sau đây là mẫu chuyện tiếp theo. Trị bệnh cho Đức Thầy. Đây là câu chuyện do Đức Bà kể tiếp. Thời gian kế tiếp, thân thầy bắt đầu bị bệnh, ngày càng trầm trọng thêm lên. Đức ông chạy chữa thuốc thang đủ cả, mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đức Bà nhận thấy căn bệnh của thầy lạ thường quá, cứ trầm tư mặc tưởng, thân hình càng ngày càng tiều tụy. Bà lo ngại là mắc phải bệnh tà. Bà bèn đề nghị với ông thử tìm thầy bùa thầy pháp chữa trị coi như thế nào, chứ thuốc uống vào như uống nước lã thì biết làm sao đây. Đức ông nghe theo lời, chở thầy đi nhiều nơi, nhưng đến đâu thì các lương y cũng đều bó tay. Hơn nữa, lúc này Đức ông bận việc làng nên thường vắng nhà. Bệnh tình của thầy càng ngày càng trầm trọng, đến 7 ngày không ăn uống chi cả. Bà thấy thế thì hết sức đau lòng, từ trong bước ra chỗ thầy nằm, nắm chân thầy lay dậy mà nói rằng: trong mình ra sao, không ăn uống thì làm sao sống nổi. Đức thầy ngồi dậy, hai tay căng ra nhìn bà rồi nói: bà cả, bà nhìn tôi có phải ba đầu sáu tay không? Đức bà nhìn thầy nghĩ là đã mê sảng rồi, bà khóc. Kế đó, người nhà chở Đức Thầy đi nhiều nơi để điều trị. Dưới đây cũng cần nhắc lại một chuyện lạ thường ngoài sức tưởng tượng của con người, và khoa học cũng không thể chứng minh giải thích gì được. Nhưng chuyện này trên thực tế thì đã xảy ra trước mắt của nhiều người. Tại Mặc Dân có ông Sải Cả, người Miên. Ông này chuyên dùng bùa ngải để trị bệnh tà ma. Ông có nhiều pháp thuật. Đức ông cùng vài người nữa chở thầy đến đó. Sau khi nghe Đức ông trình bày bệnh tình của thầy, ông Sải Cả bước vào bên trong chánh điện của chùa. Sau một lúc, ông Sải Cả bưng ra một ly nước đỏ như nước rượu đến cho bệnh nhân uống. Đức thầy không chịu uống. Thấy thế, Đức ông rầy: bệnh tình như vậy mà thầy bảo uống thuốc lại không chịu uống thì làm sao hết bệnh? Thấy Đức ông có vẻ phiền trách, nên thầy dị tình bưng ly ngải bùa của ông Sải Cả để uống. Uống vừa xong ly nước thuốc, bỗng Đức thầy rùng mình, cả chùa chuyển động gần như muốn sập, làm cho tất cả các người chung quanh bỏ chạy ra ngoài. Đến khi Đức thầy không còn rùng mình nữa thì chùa cũng ngưng chuyển động. Trước chuyện lạ thường chưa từng có, ông Sải Cả người Miên khước từ chuyện chữa trị. Phần nhận xét: đoạn này có một số người bảo là nên để ra ngoài những mẫu chuyện bên thầy, vì nó gần như chuyện khoa học diễn tưởng, tức không thể chứng minh bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nhưng xét thấy khoa học là con đẻ của Phật học, để hiểu người con thì chỉ có cha mới hiểu ngọn ngành, còn con mà muốn hiểu rõ cha thì cần phải có thời gian lâu dài. Hơn thế nữa, chuyện xảy ra trước sự vô tư của những người hiện diện, xét thấy cũng nên ghi đúng lại để cùng nhau suy gẫm, chắc cũng không hề gì. Còn như cứ câu chấp đúng hay sai, mọi sự việc đều phải đòi hỏi chứng minh. Mà trước đây Đức Thế Tôn đã nói, ngoài thế giới này còn hằng hà sa số thế giới khác, và trước khi uống nước
đều phải niệm kinh siêu độ cho sinh vật sống trong ly nước. Với Phật nhãn, Ngài đã nói lên sự thật, nhưng vào thời Trung Cổ mà bảo phải chứng minh thì không cách nào. Rồi mãi hơn 2000 năm sau, với sự tiến bộ khoa học vượt bậc của con người thì không ai thắc mắc gì nữa. Mẫu chuyện tiếp theo: Tu Oanh và Tu Tắc. Ông Hai Quê và ông Ba Ngà là hai trong những người mộ đạo đã chèo thuyền từ Phú An, Tân Châu đến Nhơn Nghĩa để thăm thầy. Trên đường đi, hai ông đã đồng ý với nhau là khi đến nơi, ông Ngà sẽ xin phép Đức Thầy cho ông được ở lại để hầu hạ Ngài, còn ông Quê sẽ chèo ghe về một mình. Khi đến nhà ông Hương Bộ Thạnh, nơi Đức Thầy tạm trú, sau 24 giờ thăm viếng và nghe lời huấn dụ, ông Ba Ngà trình với Đức Thầy ý định ở lại hầu hạ Ngài. Đức Thầy không nói gì, đôi mắt từ bi nhìn ông Ngà với vẻ cảm động. Rồi Ngài đi thẳng vào phòng, lát sau trở ra, Ngài trao cho ông Ngà 7 đồng bạc và nói: Ông muốn tu thì về cất cái cốc ở sau nhà mà tu, và đây là 7 đồng bạc, ông hãy cầm lấy đi đường. Ông Ngà do dự không muốn lấy, thưa rằng: Con đi ghe không tốn tiền. Đức Thầy bảo: Thầy cho thì phải nhận rồi sẽ rõ. Khi về đến tổ đình Hòa Hảo thì ông Ba Ngà lâm bệnh. Ông Hai Quê phải chèo một mình về Phú An báo cho thân thuộc ông Ngà hay. Hôm sau, ông Ngà được người nhà mướn xe ngựa đến tổ đình chở về nhà. Đúng 7 ngày từ hôm giả biệt Đức Thầy thì ông Ngà bỏ xác. Mộ phần chôn cất phía sau nhà của ông, dưới một túp nhà mồ theo tục lệ hồi đó, cất để che mưa che nắng cho người chết. Chính hôm sau nữa, ông Hai Quê đến Xà Đo để báo tin cho Đức Thầy hay. Nhưng ông chưa kịp nói thì Đức Thầy đã bảo: Kiếp sống của Ba Ngà chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Ông Hai Quê thật thà bạch với Đức Thầy rằng: Không biết ông Ngà chết như vậy mà linh hồn có được an ổn để tu hành không? Đức Thầy đáp: Thầy đã độ cho ông Ngà, nhưng đó chỉ là tu quanh. Vì ông Ngà mới vừa biết đạo thì liền bỏ xác. Ông Hai Quê liền hỏi tới: Bạch Thầy, còn thế nào là tu tắc? Đức Thầy giảng cho ông Hai Quê nghe: Nếu còn xác thịt, tức là còn sống, vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền, để tự mình sửa mình, độ người, khiến họ với mình đồng tu, thì đó là tu tắc. Ông Hai Quê lãnh hội được tâm pháp của Đức Thầy. Từ đó ông vừa làm để sống, vừa nỗ lực hoằng pháp hành thiện. Thuộc theo lời của ông Nguyễn Văn Đô. Phần nhận xét: Ông Ba Ngà là một môn đồ có duyên với Đức Thầy, nên mới được gặp Thầy và sớm quy y. Tuy rất thương đệ tử, nhưng Thầy chỉ cho 7 đồng bạc để báo cho ông biết là ông chỉ sống có 7 ngày nữa mà thôi. Thầy cho biết Ngài đã độ linh hồn ông, nhưng đó là tu oanh. Vì người chết chỉ tu bằng tâm linh, nên không thể làm được việc lợi tha như người có thể xác. Tiếp theo: Tu tiến chớ tu lùi. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, có bà Hai Huỳnh Thị Cưỡng và người em thứ tư là bà Huỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với Đức Thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện, hằng ngày thường xem sóng giảng của Đức Thầy là một quyển kinh Nhật tụng. Khi đọc đến câu "chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh", thì hai bà bàn tán với nhau. Bà Hai nói với bà Tư: "Dì Tư à, thầy bảo chay 4 bữa ấy là quy tắc, mà mình ăn 6 ngày, lại ăn thêm 1 năm 3 tháng nữa, sợ e trái lời thầy có lỗi đó." Bà Tư nói: "Ờ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng từ khi chưa quy y thì mình ăn theo truyền thống của cha mẹ, theo thiền lâm. Bây giờ đã quy y với Đức Thầy rồi thì phải ăn lại 4 ngày, chứ ăn dư sợ có lỗi quá chị ạ." Hai bà ngẫm nghĩ rồi nói:
muốn biết rõ hơn, chị em mình nên đi Sài Gòn trước thăm Đức Thầy, sau nhờ Thầy dạy cho mình biết, coi nên để y hay là sửa lại. Bàn tán xong, vài ngày sau, hai bà đi đến Sài Gòn. Khi ra mắt Đức Thầy, bà Tư lẹ miệng bạch rằng: Bạch Thầy, chị em con lên thăm Thầy và nhờ Thầy dạy cho chúng con biết một việc. Nguyên trước khi chưa quy y với Thầy, chị em con ăn chay theo Thiền Lâm 1 tháng 6 ngày với 3 tháng tam quân. Nay Thầy dạy ăn 4 ngày, vậy bây giờ chúng con ăn bớt lại hay là ăn luôn, nhờ Thầy chỉ dạy. Với nét mặt từ bi, Đức Thầy mỉm cười bảo: Thỏ nhỏ, cô đi học lớp mấy trước? Dạ bạch Thầy, đầu tiên thì con học lớp 5. Rồi năm sau cô học lớp mấy? Dạ năm sau thì con học lớp 4. Mới thì học lớp 5, sau lớp 4, rồi đến lớp 3, nhì, nhất. Nên nhớ là càng học phải càng lên, chứ không ai học xuống bao giờ. Sự tu cũng vậy. Các cô ăn mỗi tháng 6 ngày, 1 năm 3 tháng là tốt lắm. Có sao đổi ăn bớt lại? Sở dĩ Thầy dạy ăn chay 4 bữa, đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học. Phải tùy trình độ của họ mà cho họ tập theo điều kiện tối thiểu. Rồi khi trình độ giác ngộ khá thêm sẽ từ từ tiến, chứ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao? Nên nhớ, tu là phải tu lên, chứ đừng có tu xuống nhé. Thuật theo lời của cô Lý Mỹ Phước, cô gái bà Hai, Quỳnh Thị Cưỡng. Phần nhận xét: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa khi hóa độ đệ tử, trước tiên Ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng chỉ có 2 ngày, là mùng 1 và ngày rằm. Khi trình độ giác ngộ của họ tiến hóa thì ăn 6 hoặc 10 ngày hoặc trường chay. Một hôm, ông cò Tào Hảo trong câu chuyện đàm luận với Đức Thầy, ông nói: Tôi thấy pháp môn của Ngài giải tu giải thoát, còn bên Tam Kỳ người ta giải tu tiên nhưng ăn chay trường rất nhiều, còn Ngài dạy có 4 ngày sao giải thoát được? Đức Thầy trả lời: Mình là người đạo Phật rồi, sở dĩ tôi dạy tín đồ tôi ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc, tối thiểu là 4 ngày. Khi họ nhận thức được rồi, họ sẽ tiến lên. Còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường liền thì người ta làm không nổi, vì bắt buộc sẽ không có kết quả. Qua câu chuyện trên ta thấy, Đức Thầy cũng như Đức Phật, bao giờ cũng tùy duyên hóa độ, cũng như phương pháp tập bơi lội của đứa trẻ. Khi nó chưa biết bơi, nó cảm thấy sợ nước lắm, nên mẹ phải dùng phao và theo sát bên nó. Đôi khi nó còn không chịu lội nữa, nhưng đến lúc lội giỏi thì nó thấy ham thích, dù không được mẹ bảo, chúng vẫn đòi tắm, bơi lội. Chúng ta có phúc duyên được gặp chân lý siêu màu của Thầy Tổ, nên cố gắng tu tiến, chớ tu lùi. Sau mẫu chuyện tiếp theo: Đi tìm Phật. Năm 1966, tôi được thủ quấn khóa đào tạo giảng viên truyền bá giáo lý trung ương tại Thánh địa Hòa Hảo, bỗng được tin cô ký giỏi về viếng tổ đình. Ghi chú: tôi là lời tu sĩ Võ Thị Đồng. Vốn sẵn tánh hiếu kỳ, tôi muốn được biết cô ký, vì tôi nghĩ cô chắc có nhiều duyên phước lớn mới được theo hầu Đức Thầy và được Ngài quan lâm đến ngủ tại nhà cô trong thời gian truyền đạo, và nhất là muốn được nghe cô kể chuyện bên Thầy mà lúc nào tôi cũng khao khát được nghe. Ý đã quyết định nên chiều hôm ấy tôi rủ vài bạn khóa nữ sinh cùng đi và định nghỉ đêm tại tổ đình cùng cô ký để nghe cô kể chuyện. Khi đến nơi, chúng tôi chào hỏi, cô cháu được biết nhau trong bầu không khí vui tươi. Tôi nói: Thưa cô Hai, chúng con từ trước đến nay nghe tiếng cô nhưng chưa gặp mặt, hôm nay mới được biết cô. Thưa cô, chúng cháu là kẻ sanh sao nở muộn, rất khao khát được biết những mẩu chuyện chung quanh Đức Thầy, mà cô là người có nhiều duyên phước được hầu Thầy.
Vậy tối nay chúng cháu xin ở đây một đêm, nhờ cô kể cho chúng cháu được nghe nhiều mẫu chuyện suốt thời gian cô được theo thầy. Cô Ký tươi cười đáp: Ờ được, mấy cháu ở đây đi, cô kể hoài cũng được nữa. Tưởng gì, chứ kể chuyện bên thầy cô sẵn sàng lắm. Thế là sau thời cuốn tối, tôi bắt đầu đặt câu hỏi với cô hai, giống như một nhà phóng viên tìm tin tức cho báo chí. Mở đầu câu chuyện, tôi hỏi: Thưa cô hai, chúng cháu muốn biết nguyên nhân gì cô ở Bạc Liêu mà sớm gặp Đức Thầy để quy y vậy? Cô cười nói: Ờ, để cô kể cho cháu nghe, kỳ diệu lắm cháu à. Đâu phải khi không mà cô được gặp thầy mà quy y đâu. Cháu biết không, cô là dân Tây mà, đâu có phải dễ tin Phật Pháp mà tu. Một bữa nọ, cô nằm mộng, thấy cha cô về, rầy cô và nói: Phật đã xuống thế rồi, mà sao con không chịu tu? Nè, cha cho con biết, nếu cứ mãi mê danh lợi thì sao khổ, đừng than trách, ăn năn cũng chẳng kịp nghe con. Phật xuống thế kỳ này là cơ tận diệt, nếu không tu thì vĩnh viễn chịu đọa nghe con. Nếu không tu là đại bất hiếu nghe con. Cô bị cha rầy quá tai, cô khóc nức nở và nói: Thưa cha, con biết Phật ở đâu mà tìm, tu làm sao mà tu? Cha cô nói: Con đi theo cha sẽ gặp Phật. Thế là cô đi theo cha cô đến một cảnh giới xinh đẹp, nhất là có một hồ sen rất to, dưới hồ có nhiều hoa đua nở. Chính giữa hồ có một hoa sen thật lớn, có hào quang sáng rực, lại có một người tướng mạo xinh đẹp đứng trên đó. Cha cô nói: Này, con hãy nhìn cho kỹ, vị đang đứng tại hoa sen lớn đó là vị Phật đã giáng thế tại Việt Nam rồi đó con. Con nhớ tìm cho được vị này mà quy y, nhìn kỹ nghe con. Cô dạ dạ và chăm chú nhìn từ đầu tới chân. Khi tỉnh giấc, cô rờ gối thì biết mình đã khóc ướt gối. Cô kể lại cho ông Ký nghe và xin ông để cô đi tìm Phật. Vốn sẵn có duyên lành nên ông Ký chấp thuận. Thế là sáng ra, cô kêu tài xế lái xe chở cô đi tìm Phật. Cô nghĩ, chắc Phật thì ở trên núi. Thôi, mình đi cạnh núi, con đường đi từ Bạc Liêu dài lên. Đi tới đâu, cô cũng hỏi thăm, chỗ nào có vị linh thính hoặc kỳ hạnh, cô đều đến gặp mặt, coi có phải là vị Phật mình được thấy trong mơ không. Trải ba ngày, cô đi tới Châu Đốc. Có người chỉ, ở Tân Châu có ông đạo linh lắm. Cô không đi núi, liền cho xe đi thẳng về Tân Châu. Khi đến nơi, gặp ông đạo đó, cũng không phải, lòng cô buồn bã lắm. Hỏi thăm thì người ta chỉ, ở Hòa Hảo có ông đạo còn trẻ, mà sáng suốt và có nhiều điểm đặc biệt thoát tục. Nghe đến ông đạo này, cô thấy lòng mừng khấp khởi và nôn nao đi tìm coi có phải không. Ghé chợ mua ít trái cây, rồi đi thẳng tới Hòa Hảo. Khi xe gần tới tổ đình, khiến cô không ngồi yên, như mình sắp gặp cha mẹ chết đi sống lại vậy. Gần tới chợ Mỹ Luông là cô ngồi ló đầu ra ngoài để tìm kiếm. Có lẽ Đức Thầy đã biết, nên Ngài ra đứng tại cửa ngõ, đưa mắt nhìn ra đường. Bỗng cô hô lên cho xe ngừng lại, vì đã gặp Đức Thầy, người mà cô đã nhìn thấy đứng trên hoa sen trong mộng. Cô bước xuống xe làm lễ Thầy, được Thầy nghiêng mình đáp lễ. Lén nhìn Thầy từ đầu đến chân, quả đúng rồi, vị Phật mà mấy ngày qua cô hằng tìm kiếm. Bỗng cô khóc nức nở, dù ráng kềm cũng không được. Cô khóc thật lớn và tấm tức tấm tưởi, làm cho chú tài xế và mấy người chung quanh chẳng biết là sự gì. Biết mình là vợ một thầy ký mà khóc om sòm như con nít thì cũng quá kỳ, nhưng không làm sao nín được. Cô phải ôm mặt chạy tuốt vào nhà bếp, nhưng vẫn khóc, càng khóc lớn hơn nữa. Đến nỗi bà cố, nội tổ của Đức Thầy ở nhà trên cũng nghe, nên bà hỏi: Ai làm gì mà khóc dữ quá vậy? Đức Thầy cười nói: Cháu ông Lưu à. Rồi Đức Thầy bước xuống nói tiếp: Thôi chứ, khóc hoài sao? Các con ơi, tự nhiên cái cô nín dứt như kèn, liền đi rửa mặt và ở lại đây mấy ngày để nghe Pháp và quy y. Thuật theo lời cô tu sĩ dọn.
và mẫu chuyện tiếp theo. Đức Thầy tắm xong. Chuyện này xảy ra vào năm 1939. Ông Bảy Dứt, con của ông cả ở làng Mỹ Hội Đông, cùng bạn làng với Đức ông. Khi Đức Thầy lập đạo, thì ông cả và con là ông Bảy Dứt cùng đến quy y với Đức Thầy. Nhân một ngày, ông cả và con đến thăm Đức Thầy. Đức Thầy rủ ông Bảy Dứt đi tắm với ngài, và có cả hơn 10 người cùng đi tắm chung. Ông Bảy Dứt thuở đó cùng tuổi với Đức Thầy. Lúc này, Thầy thường mặc bà ba trắng, và ngài đang viết bài Để Chơn Đất Bắc. Trong khi tắm, có trên 10 người, nhưng Đức Thầy gọi ông Bảy Dứt kỳ lưng cho ngài. Ông Bảy Dứt kỳ lưng cho Thầy nhẹ chứ không dám kỳ mạnh. Lúc này mới đang mở đạo, kim thân của ngài thật là ốm. Thấy thế, Thầy bảo: Ông Bảy à, kỳ lưng cho tôi mạnh đi, lưng tôi cũng đất không chứ gì. Ông Bảy Dứt kỳ mạnh, Đức Thầy gục tới gục lui, sức không chịu nổi. Xong ngay lúc đó, Đức Thầy quay lại nhìn ông Bảy, thì Đức Thầy lại là một ông lão, râu tóc bạc phơ, chòm râu dài, cả lông nheo, lông mài cùng một màu trắng. Từ tuổi thanh niên, bỗng chốc Đức Thầy trở thành một ông già, thật là ngoài sức tưởng tượng của ông Bảy, làm cho ông kinh hoàng tột độ, nhìn Thầy sửng sốt. Thấy thế, Đức Thầy mới bảo với ông Bảy: Ông Bảy à, chắc ông lạ lắm phải không? Mới đây tôi từ người tuổi thanh xuân, nay bỗng nhiên trở thành cụ già râu tóc bạc phơ. Lúc đó ông Bảy sửng sốt, không biết phải nói làm sao. Thì Đức Thầy nói tiếp: Ông đọc lại quyển thứ nhất của tôi, ông biết tôi là ai rồi. Khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền, đi nhiều càng thảm càng phiền, lên voi xuống dình nào yên thân già. Rồi ngài nói tiếp: Tôi già cũng đặng, mà trẻ cũng đặng, vậy thì ông nghe thêm một đoạn nữa, cũng trong quyển thứ nhất. Giảm nao rài đã đến rồi, quay thuyền trở lại bằng nai chở đình, hát hai câu hát quê tình, đặng xem dân chúng chở đình làm sao. Sáng ngày chờ nhóm lao sao, giả bận áo màu ai cũng dòm xem, mấy thằng trai trẻ thấy thèm, đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa thì nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Sau câu chuyện, Đức Thầy gọi ông Bảy nhìn lại ngài, thì thấy Đức Thầy trở lại bình thường, là một người trai trẻ như lúc đầu. Và ngài bảo: Thôi bây giờ đến phiên tôi kỳ lưng cho ông Bảy. Ông Bảy vội vàng thưa: Dạ bạch thầy, con đâu dám để thầy kỳ lưng cho con. Thôi vậy cũng được, bây giờ mình cúp bắt cho vui. Trong lúc đó, kể Đức Thầy nữa là 16 người. Ông Bảy Dứt bạch với Đức Thầy: Thầy cúp hay là tụi con cúp trước? Các ông cúp trước, thầy bắt cho. Ông Bảy Dứt nói: Tụi con lặng là thầy khó bắt lắm đó, bởi tụi con mỗi đứa chia nhau mỗi ngã, thì lâu lắm thầy mới bắt hết được. Thì các ông lặng đi, thầy bắt được hay không là các ông biết liền. Các ông chia nhau lội ra xa khỏi Đức Thầy, và hè nhau lặng một lượt cả 15 người. Sau đó Đức Thầy mới đưa tay vỗ nhẹ trên mặt nước, tức thì các người đều trồi lên khỏi mặt nước, mặt và mắt ai nấy đều đỏ lơ. Đức Thầy bảo: Tại sao tôi chưa bắt mà mấy ông trồi lên hết vậy? Dạ bạch thầy, tụi con đang lặn dưới nước, trên này không biết thầy làm gì mà tụi con nghe như một tiếng nổ thật mạnh,
tụi con chịu không nổi, giống như là cá bị ngộp nước phải trồi lên. Tôi chỉ vỗ nhẹ tay ở mặt nước, mấy ông đã chịu không nổi phải trồi lên. Tôi cho mấy ông biết, sau này cái tay của tôi chỉ là thế giới họ về tu với tôi hết. Thôi bây giờ đến phiên tôi cúc, các ông bắt ngang. Thầy mà lặn xuống là tụi con ôm thầy lên liền à.